đây là Vio 125/2022, còn đây là Vio 125/2022 cộng 1 số thứ để xe hoàn hảo hơn, cộng thêm khóa mắt cây để giúp xe hiện đại và an toàn hơn, cộng thêm cổng sạc và cốp để cho anh em tiện lợi hơn, cộng thêm mâm đĩa Vio 150 nhìn thể thao cứng cáp hơn. Còn động cơ thì không có cộng, nhưng mà anh em mua về lên 58 cộng, 62 cộng, 65 cộng, giá chỉ từ tầm khoảng 46 triệu tới 49 triệu đã cộng VAT.